rồi lúc đó đi nửa đêm mà mưa nữa, đi leo núi á, cái chị mà bồng con á, chị té lên té xuống hoài à, chị té lên té xuống rồi con chị sợ khóc, trời lúc đó em sợ lắm, khóc rồi con khóc sợ người ta bắt gặp á. Đi tính em tính đi trốn đi đi về đó, em liên lạc lúc mẹ đó em đi là em liên lạc trước hết, trước xong xuôi hết cái người đó rồi, cái người mà đã dắt em đi á. Người dắt em đi là người Việt hay người Trung? Dạ người Việt Nam. Dắt em đi chỉ đường cho em đi á, rồi đi em chuyển lúc đó là ở bên đó là xài cái xài gia chat anh, chuyển tiền WeChat, WeChat. Qua chat thì WeChat thì đó. Chuyển tiền trên tài khoản đó đó, chuyển cho người ta, chuyển cho người ta rồi người ta dắt hướng dẫn đường cho em đi, rồi người ta dắt em đi vậy đó. Dạ đi trước khi lúc đó em đi là lúc đó chào buổi sáng em đi làm với nó, đi làm với nó rồi em trốn đi luôn. Em trốn đi. Dạ. À, sáng là mình cũng giả bộ đi làm luôn. Dạ giả bộ đi làm, đi làm chung với nó vậy đó, rồi cái em đi làm nửa buổi, cái em than với nó, em nói em mệt quá, cho em về em nghỉ. Em về nhà nay là không nổi, cái nó hỏi có cần nó đưa về không, cái em nói thôi để em đi xe buýt về, nó kêu nó làm đi để em đi xe buýt về, rồi cái em đi cái nó ừ nó cũng ừ, cái em nó đó làm rồi cái em đi cho em đi về, rồi em đi về rồi em đi luôn, em không có về nhà. Thì kế hoạch đi trong đêm thì em đi buổi trưa thôi, thì khi mà em qua cửa khẩu qua biên giới Việt Nam thì như thế nào? Dạ đó, đi bằng đêm. Nhà đó đi xe đi cái 3-4 ngày lần mới tới cửa khẩu Việt Nam. Nhà đi xe tuốt ở trong cửa Phỉ á. Em ở tỉnh nào của Trung Quốc? An Huy cửa Phỉ á. Thì em làm việc mà em lội qua cái núi đó thì có bao nhiêu người? Dạ tổng cộng hết là 5 người, em đó 5 người. Đi cũng ta dắt đi chung đó, cũng có mấy người về trốn Việt Nam cũng đi đường trốn anh, rồi người ta tập hợp lại chung một đội, chừng nào đủ người đó, rồi người ta dắt cho đi, đây chỉ hướng dẫn cho đi, đi chung hết. Lúc đó là em nè với một ông già với một chị gái trẻ với một cũng có một chị gái trẻ nữa, có một đứa con nhỏ nữa, đứa con cỡ 6-7 tháng nữa. Đi rồi lúc đó đi nửa đêm mà mưa nữa. Đi leo núi á, cái chị mà bồng con á, chị té lên té xuống hoài à. Chị té lên té xuống rồi con chị sợ khóc. Trời lúc đó em sợ lắm, khóc rồi con khóc sợ người ta bắt gặp á. Rồi lúc đó em cũng cứ cầm đầu phụ của chú kia, ổng lớn tuổi rồi, cũng leo núi đâu nổi đâu. Em cầm đầu phụ chú, rồi với bồng con phụ của chị đó nữa. Chị với bồng con đâu nổi đâu, cũng leo núi với bồng con đâu nổi. Mà đa số là những người mà đi về là bị gã sang Trung Quốc hay là như thế, hay là lao động, họ đi lao động? Dạ mấy người đó, chú kia thì đi lao động, còn chị kia thì cũng gã, mà hai chị kia gã là đi trốn về, trốn chồng về nữa. Dạ. Còn hai người kia là ở đâu? Ở đâu chị ở dưới Cà Mau, còn chị đâu em quên, lâu em quên rồi. Cái chị ở Cà Mau thì em có còn lưu giữ số liên hệ không? Dạ không. Lúc đó chở cách ly về tới Việt Nam Cao Bằng á, rồi cách ly đó rồi xong hết 14 ngày rồi mạnh ai lấy về chỗ người ta hết trơn à. Dạ. Cái ngọn núi đó thì cao dữ không ta? Dạ cao. Bao nhiêu ngày lội cái ngọn núi đó, bao nhiêu ngày mới qua được? Dạ, lội ban đêm lội cứ mấy tiếng à. Dạ. Người khác rồi sao? Có đem nước theo không? Dạ có. Ở trên núi, đường đi trên núi đó là em thấy người ta dục đồ quá trời luôn. Như là những người trốn về đi đường đó là nhiều khi người ta xách đồ không nổi đó, người ta giục quá trời luôn, giày dép cặp đồ này kia. Em nhớ ở huyện nào của Cao Bằng không? Không, em không nhớ đâu, không nhớ. Tại vì trước đây á thì anh có một chị bình luận là nói giống như là một cái bé Trang mà chị đã từng gặp trước đây. Chị nói là quê ở miền Tây, ở Vĩnh Long. Thì không biết có phải là em hay không. Thì trong cái đoàn đó thì chắc có lẽ là chị đó đi chung đoàn với em, hoặc là chị đó đang ở Cao Bằng. Sau khi em đặt chân về đến Việt Nam á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Em mừng lắm, thành nhiều là không có chết đi sống lại gì đó. Dạ, anh cũng hiểu, 5-6 năm trời không về nhà được mà mừng. Gặp người Việt Nam nói chuyện mừng. Anh không biết đâu em ở bển á.
em bảo anh em không có nhiều người Việt Nam tiếp xúc á, em nói chuyện toàn là tiếng Trung không à. Nhiều khi á em nói chuyện em điện nói chuyện với mẹ em á, mà nói chuyện đang nói chuyện tiếng Việt á, hồi tự nhiên tự chuyện chuyển qua tiếng Trung, hồi nào em không biết mẹ em nói gì mà em không hiểu chưa nha. Tại bển không có người Việt Nam để em tiếp xúc á, toàn tiếp xúc với người Trung không à, người viết quen nói chuyện á, nói chuyện cái quen. Bây giờ em vẫn nhớ tiếng Trung nhiều mà đúng không? Dạ. Ê, em ở Cao Bằng là bao nhiêu ngày Trang? Dạ cách ly 14 ngày, lúc đó em về là ngay mùa dịch. Thì sau này em mới về Vĩnh Long em ở thời gian. Dạ. Rồi em mới đi lên làm công nhân. Rồi quen một thời gian anh là ở về, về ở thời gian rồi mới đi làm mới gặp cha thằng này nè. Quậy. Kể cái câu chuyện của Trang á thì Trang thì cũng không có muốn nhắc lại cái câu chuyện xưa để làm gì. Dạ. Nhưng mà cũng như thông tin với cô bác của anh chị nè, Trang có nhắn tin cho Bùi Hồ á, có gọi cho Bùi Hồ là em nói vậy thì anh với anh Nguyễn đâu có buồn em không. Thì thật ra là nghe cái câu chuyện của em á thì mọi người càng thương hơn chứ buồn cái gì. Sợ em nghĩ, em sợ em nói ra cái này sợ bà con cô bác rồi danh là nghĩ là vợ nhỏ này ghê ta. Nên từng qua bên Trung Quốc này kia nọ nữa. Dạ. Em sợ vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà sau khi em chia sẻ lên cái câu chuyện đó thì mọi người ở trên cộng đồng mạng như thế nào? Em sợ là em có đọc được những cái bình luận không? Dạ có. Họ họ nói như thế nào? Họ đồng cảm hay là họ họ không thích? Dạ, dạ dạ đồng cảm. Dạ thấy cũng cô chú cũng đồng cảm với em rồi nó thương bé Trang, tội bé Trang quá vậy cũng em sợ nhiều khi mình nói vậy rồi em sợ bà con cô bác rồi không như là không không có quan tâm em nữa. Dạ. Thật ra thì chia sẻ với cô bác của anh chị á, bé Trang thì rất là muốn gửi bé Minh Anh ở trong nhà trẻ để mà đi làm. Tại vì bé Minh Anh nói là cũng muốn đi làm, kiếm một chiếc xe chạy tới chạy lui để xin việc làm ha Trang ha. Dạ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà hôm nay mà Bùi Hồ qua đây thăm bé Trang cũng như là chia sẻ về cái câu chuyện, gọi là cái câu chuyện quá khứ. Thật ra cái câu chuyện nào thì mỗi người đều có một cái quá khứ nhất định, và quan trọng là mình vượt qua cái quá khứ đó như thế nào và mình vượt qua nó bằng cách nào. Thì qua cái câu chuyện của em á thì mọi anh mong và anh nghĩ rằng mọi người và cô chú anh chị sẽ đồng cảm với em. Cái thứ nhất là tuổi đời của em còn rất là trẻ. Dạ. Thì đó chỉ có mới 16 tuổi thôi, chưa hiểu nhiều về cái cuộc sống. Cái thứ hai là thấy gia đình của mình rất là khó khăn. Dạ. Và đặc biệt là ba mẹ của mình sống ở trong cái cảnh khổ cực á. Dạ. Thì mình cũng chịu không nổi, và mọi người hàng xóm thì họ khi dễ. Dạ. Nên em muốn qua để mà đổi đời, đúng dạ. không? Dạ đúng. À, cho ba mẹ mình đỡ cực hơn. Nhưng mà qua đó thì cái cuộc sống của nó không không phải là màu hồng giống như em nghĩ. Dạ. Nó đầy rẫy những cái khó khăn, đúng không? Dạ rất là, em ai cũng cái người làm mai đó, qua bển người làm mai đó nói em là quán sung sướng lắm, người ta có tiền bạc giàu có gì thấy giả lắm. Ừ. Mà em mua bển có thấy sung sướng rồi, thấy cực cũng chết, đi làm tối ngày. Ừ. Đi làm rồi làm việc nhà chăm con rồi cũng em thấy bản có tiền thì có tiền thiệt, nhưng mà bản cực hơn bên Việt Nam mình. Có tiền là như thế này nè cô bác quý chị, tỷ giá đồng tiền của dạ. Trung Quốc đó, nó nhiều hơn đồng tiền Việt Nam. Dạ, đúng. Nên mình làm ở Việt Nam một ngày là khoảng 200.000, thì ở Trung Quốc nó khoảng 400.000. Dạ, nhưng mà gửi về Việt Nam thì mới 400.000, còn ở Trung Quốc là chỉ 200.000 nhân tệ của Trung Quốc thôi. Dạ. Thì sử dụng trong ngày đó nó cũng hết à, nó không có dư ra được nhiều. Đó, thì mọi người đều nghĩ là qua đó sẽ gửi được nhiều tiền. Dạ. Nhiều tiền là nhiều như vậy, nhưng mà ở Trung Quốc thì nghĩ là nó sẽ cực hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi, cực. Lúc mà em gả đi qua bên kia thì em có nghe mọi người nói với nhau rằng là đánh đập cô dâu của Trung Quốc, rồi những cái người ta nói là qua gả qua Trung Quốc đó thì người ta sẽ đánh đập hành hạ mình rồi nhiều đó. Em có nghe nói không? Dạ chưa, lúc đó em chưa có nghe. Anh Nguyễn, sau khi mà anh chia sẻ cái đoạn clip lên á thì cô chú anh chị á thì
những người mà xem kênh á thì có phản hồi như thế nào em? Cũng phản hồi khá là nhiều, cũng quan tâm mấy trang nè. Thì thì bà con á, trong nước và ngoài nước, kể cả Việt Nam, cũng khá là thương về bé Trang. Cũng lam lũ từ nhỏ tới lớn, không được may mắn, cũng cực khổ. Tới lớn lên cũng có một tấm chồng, nó không được may mắn nữa. Về Việt Nam cũng vậy. Thì mẹ con á, vừa qua cũng được trọn vẹn, thì cũng được yêu mến bà con, cô bác đó. Thì cũng được mỗi ngày, mỗi tươi, mỗi phấn trắng lên. Thì cũng khá là nhiều anh chị đó cũng điện hay hỏi động viên cho bé Trang đó, cố gắng để mà sống tốt, để mà nuôi con, để mà thay đổi cuộc sống. Ở dưới quê thì nó khó khăn và cái môi trường nó không có tốt. Ở trên này thì người ta nói là môi trường được đó, tốt đó, thì nó phát triển nhiều hơn cho tí cho Trang, nó thay Trang mới. Cái lứa tuổi nè và cái gương mặt của bé Trang ta khen khá là nhiều, nói là phúc hậu, đẹp, dễ thương. Dạ, thì em cũng nhận thấy như vậy á. Mà đôi khi á thì có, chắc có lẽ là chia sẻ cái đoạn clip lên cũng có một số rất ít những cô chú anh chị hoặc là những khán giả xem kênh á, họ nói rằng là bé Trang này tại sao không nói cái câu chuyện mà ngày xưa ở Trung Quốc. Thì cho Bùi Hồ và anh Nguyễn cũng như là bé Trang chia sẻ cái câu chuyện như thế này, cô bác anh chị. Thật ra một cái quá khứ nó rất là dài á, cái thời gian tiếp xúc nó rất là ngắn, chỉ mới có hơn 20 ngày thôi, thì không thể nào mà kể hết những cái câu chuyện quá khứ được. Mà đó là những cái câu chuyện quá khứ mà bé Trang gọi là không muốn nhắc đến. Thì thành thử là sao này, anh em á quay cái đoạn clip này lên á, thì có cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân nói đã từng gặp bé Trang ở Cao Bằng, có phải hay là không? Thì anh em có hỏi với bé Trang thì bé Trang nói dạ đúng. Nhưng mà bé Trang nói mấy các anh đừng có gọi là không có quan tâm em nữa, cũng thông cảm cho em để tại sao em phải giấu anh như vậy. Thật ra thì mỗi người như anh đã nói lúc nãy Trang, mỗi người có một cái quá khứ nhất định, có một cái khó khăn nhất định, và quan trọng là người ta sẽ vượt qua cái khó khăn đó như thế nào để làm cho một cái cuộc sống nó tốt hơn. Thậm chí là có những cái câu chuyện á, cái tên cướp kia người ta còn được thành thật mà đó. Thì quá khứ là cướp tên cướp, nhưng mà sau này người ta đi tu là chuyện bình thường, đúng không vậy? À, ai cũng vậy, ai cũng có từng một thời lầm lỗi. Mà bản thân của bé Trang á thì em không thấy lầm lỗi, mà sự thiếu hiểu biết, gia đình khó khăn, ít sự ăn học. Thành thử là cái sự tiếp xúc với người lạ là rất là ít. Nghe người ta nói ở Trung Quốc á sẽ thay đổi cuộc đời. Thì ai mà lúc nhỏ xíu gì mà không có tiền, mà nghe nói ai mà tiền triệu mà ai không ham, đúng không các? Mà nghe ba mẹ mình được đổi đời cắt nhà đó. Thậm chí là ngày xưa có một cái trào lưu gọi là gả chồng sang Trung Quốc hoặc Đài Loan. Dạ đúng rồi đó, em cũng qua bển, cũng có mà ông bển có tiền để cho cắt cái nhà để cho cha mẹ ở. Mà gốc cuộc của anh không làm ra được cái gì hết chứ. Nhà cũng có, tiền cũng có. Nó thì... Nhưng mấy em hy sinh cũng một chỗ. Nói chung là muốn làm sao để thay đổi cái cuộc sống của mình, đó là cái cách duy nhất vào thời điểm đó mà ở miền Tây á, gọi là cái vấn nạn gọi là gã con sang. Rất là nhiều, cũng có rất là nhiều gặp được may mắn nha. Nhưng mà bé Trang thì cái khoảng thời gian của em gửi cho anh đến cái khoảng thời gian mà em khoảng 23 tuổi kỳ rồi, nó giống như là một cái địa ngục của trần gian, phải gọi là vậy. Em thấy người ta có chồng qua bển gửi tiền về cho cha mẹ thấy ham, rồi cắt nhà cửa cho cha mẹ, mà em qua bển em không thấy em gửi về cho mẹ được tiền mà cũng không có gì hết trơn. Nhiều khi nghĩ ra mình này gặp hai mẹ con nè, mẹ sinh mà con cũng kháo khỉnh đó, nhìn cô quá ngươi là thấy rất là đầm ấm ha. Mày chiến mai mốt có nghĩa là hiện nay cái thời điểm này á, nhìn bé Trang so với thời điểm khoảng hơn 10 ngày trước, nửa tháng trước là khác nhau khoảng nó có hai cái biên độ ha. Lúc đầu là nó ở thấp, ở dưới nó buồn lắm, rồi sau này nó đang lên trên và nó khác nhiều.
Dạ em cũng có coi cái clip cũ của em. Coi cái clip cũ nhìn lúc ban đầu nhìn ngồi vai ghê lắm. Tại sao ghê? Dạ nó ốm mà nó đen nữa. Điều tị. Dạ. Rồi sắc mặt. Dạ. Lúc đó miệng môi mò cái miệng đen thui à. Đen thui mà nó cười á. Mà anh phải công nhận là cái khả năng gọi là tự mưu sinh của em á, tự lập của em phải nói là kinh khủng. Thứ nhất là nghị lực sống của em mà từ Trung Quốc về Việt Nam. Thứ hai là cái khả năng tự mưu sinh của em mà khi mà em ẵm bé Minh Anh mà đi lần lọt lên đến đây nè. Thật ra thì đối với nhiều người phụ nữ họ không có một cái suy nghĩ được như vậy đâu. Không thể nào vượt qua được, và thậm chí họ tìm những cái kết cục cho đời mình cái xấu nhất luôn đó. Thậm chí là có những cái người ta là tự kết liễu đời mình vô mình và những cái gọi là hết cuộc đời luôn đó. Nhưng mà em là phải nói là nghị lực sống kinh khủng. Yeah. Em đi lúc mà em đi là em cái gì em cứ nghĩ là mình sẽ vượt qua cái khó khăn khổ này, nhưng mà không. Lúc mà em khó khăn nhất thì em sẽ nghĩ đến điều gì? Em chỉ nghĩ là toàn là gán. Gán đi. Gán đi cho qua cái khó khăn này. Nhưng mà lúc khó khăn đó thì ví dụ như là vượt đi nè, từ Trung Quốc về Việt Nam, có khi nào em nghĩ là mình chết không? Dạ. Dạ không. Mà sợ. Cũng nghe người ta nói mấy người mà dắt đi á anh. Dắt đi qua. Đi dắt đi qua đó, rồi người ta gì giết người gì cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp tùm lum la nghe em sợ. Rồi cái nhưng mà cái lúc đó em đi không có giống như người ta nói. Cái lúc đó em đi là đi chung với người Việt Nam, đi chung chứ không có người nào dắt hết trơn á. Chỉ người ta chỉ hướng dẫn cho mình đi thôi trên điện thoại á, chỉ tự mình đi chứ không. Dạ. Có người dẫn đi. Dạ không. Đi quay chung cũng như là nó hẹn như là nó dẫn người này với người kia, dẫn nó hẹn đủ 5 người rồi đó. Nó hẹn đi cho gặp chung một chỗ. Rồi nó hướng dẫn cho một trong đó có một người để nó hướng dẫn cho đi. Nó nhắn chung điện thoại á anh. Chứ nó không có đi chung mình. Dạ không. Lúc đó là tự đi không. Tự đi lên xe đi á. À. Dạ. Là nhưng mà chi phí đó là mình không có cần trả gì hết. Dạ không. Có người đưa. Dạ có người đưa, người rước giống như là có xe sẵn á. À, dạ. Cái kiểu đó còn nguy hiểm hơn, còn sợ hơn chứ. Dạ. Mình sợ người ta bán. Dạ, đúng mình rồi, vô lúc, chỗ khác sao? Dạ đúng rồi, lúc đó có một lần em, lúc đó có em đi lên lộn xe nữa. Lộn xe rồi em hỏi cái người này, em hỏi nhắn tin hỏi có phải xe này không anh. Anh nói không phải, xuống xe liền. Anh kêu lia chía cho em, lúc đó em sợ nữa. Kêu em xuống xe liền. Rồi em lãng hoảng, quýnh lên kêu người ta ngừng xe cho em xuống xe. Rồi anh kêu đứng đó đợi đi, rồi lát anh kêu người ta lại rước cho đừng có đi lung tung. Được xíu em thật ra là người phụ nữ mà đi vào đêm hơn 12 giờ, một là sợ tình trạng là cưỡng hiếp nè, rất là nhiều kẻ xấu mà. Yeah. Ở bên kia thì đâu biết đâu, thì người thậm chí là giết mình luôn. Yeah. Thì em có suy nghĩ đến những điều đó không? Dạ có, lúc đó em không sợ nữa. Mà lúc đó em đi một mình thì sợ, nhưng mà tới chừng mà gặp được mấy người Việt Nam đi chung với em á là hết sợ, lấy lại tinh thần. Dạ. Yeah. Tại có người Việt Nam mình cùng hành đi, mình đâu ít có sợ. Ủa mà lúc em về Việt Nam em cách ly xong rồi em về đây bằng cái gì? Dạ em đi bằng xe lớn, xe giường nằm á. Và tiền đâu vậy? Thì đó thì em đi em được 17 triệu đó. Rồi em đi qua cửa khẩu vừa qua núi là tới Việt Nam là 17 triệu. Rồi còn sinh ra được mấy triệu gì đó, rồi đủ xe về Việt Nam, về miền Tây luôn. Nhưng mà lúc đó thì ở ngoài tận, ở ngoài Cao Bằng á thì em đi xe như thế nào? Em đi xe xuống Hà Nội, đi ngoài Cao Bằng đi xe xuống Hà Nội xong rồi mới đón xe về miền Tây. Đi xe không? Dạ đi xe không ạ. Từ Hà Nội có xe đi miền Tây luôn? Dạ có, đi xe lúc mà em đi là 2 ngày 2 đêm. Ê, 1 ngày 2 đêm. Là bao nhiêu tiền? Là 1 triệu mấy gì á. Triệu mấy. Ôi trời. Xe đó người ta bao ăn luôn. Xe lỗi xe giường nằm mà xe lớn. Anh không nghĩ rằng là em lại biết đón xe từ Cao Bằng về Hà Nội luôn. Ngày xưa thì mình học rất là nhỏ thì tại sao mình biết là có xe về Hà Nội? Dạ em hỏi người ta. Em đi em hỏi mà. Một cái trái tim quả cảm, nghị lực phi thường trong một cái con người nhỏ bé thiệt luôn á.
Nên thành thử là sau này thì anh nghĩ là chắc có lẽ là cuộc sống của em sẽ giống như Nguyễn nói, sẽ sang trân khác. Và bắt đầu từ cái thời điểm mà em đặt chân đến An Giang này thì anh mong rằng là hai mẹ con sẽ cố gắng vượt qua. Và đặc biệt thì có gì khó khăn như anh đã nói á, cứ cứ thông qua với anh Nguyễn với lại chị Kiện đằng kia thì sẽ hướng dẫn cho em, cho hai mẹ con sau này là an cư lập nghiệp ở trên này luôn. Chịu không? Dạ chịu. Quậy hả? Quậy hả? Quá quậy ơi, quá quậy ơi. Dạ thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì qua đây để mà thăm cái bé Trang, cũng như là quay cho cô bác quý anh chị xem về cái bé Minh Anh kháu khỉnh như thế nào. Và đồng thời á, thì ở đây có một chia sẻ một cái câu chuyện về ngày xưa bé quá khứ của Trang á, lúc mà còn ở Trung Quốc, mà từ khi có chồng qua Trung Quốc rồi về lại Việt Nam thì đó là cả một cái quá khứ dài mà được em Trang gửi tóm tắt qua một cái đoạn clip ngắn, một hai cái đoạn clip ngắn, thì cũng mong là cho cô bác quý anh chị hiểu thêm và thông cảm thêm về cái cuộc đời của bé Trang. Thật ra thì ai cũng có một cái quá khứ cả, và vượt qua như thế nào là quan trọng nhất. Thì một cô gái mà một cái trái tim rất là dũng cảm trong một cái con người nhỏ bé như thế này cũng là một cái bài học cho tất cả các bạn trẻ, cũng như là bài học cho các bạn mà gọi là qua Trung Quốc lấy chồng sẽ đổi được đời. Thì cô bác quý anh chị cũng như tất cả các bạn thấy là có những cái bài báo á, rất là nhiều cô dâu ở Việt Nam gả qua Trung Quốc thì bị chồng đánh đập nè, hoặc là cưới một mình nhưng mà ở làm dâu cho cả gia đình, anh em người cha chồng đủ thứ hết á, thậm chí thì ngôn ngữ bất đồng, văn hóa bất đồng, thậm chí là có thể là người ta sẽ giết mình luôn cũng không hay luôn. Rất là nhiều bài báo đã đưa tin mà trước đây cái vấn nạn bé Trang là một trong những cái nạn nhân như vậy. Thì cũng may mắn là cái cuộc sống của bé Trang bên đây đến thời điểm này cũng ổn rồi. Thì mong cô bác quý anh chị xem được những cái đoạn video clip như thế này á thì thông cảm và đồng hành cùng bé Trang, cũng như là chia sẻ với bé Trang thêm để cho bé Trang có một cái động lực nuôi bé Minh Anh càng ngày càng lớn và phát triển và thành đạt ha. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều, và thời gian tới á, kênh của khán giả của kênh anh Nguyễn á, cô bác anh chị kênh anh Nguyễn của kênh Mười Hồ Nói á, là thường xuyên quay về cái cuộc sống, cập nhật tình hình hai mẹ con của bé để cho mọi người biết về cái cuộc sống của mẹ con như thế nào. Thì có rảnh qua thì hai anh em sẽ luôn thăm để thăm hỏi bé Trang. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.